Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, mưa to cùng với triều cường lên cao gây ngập ở nhiều tuyến đường. Dự báo nguy cơ gây ra ngập úng ở các vùng trũng thấp và ven sông từ khoảng 4 giờ chiều đến 6 giờ tối. Nhiều nơi khác của Nam Bộ cũng có diễn biến tương tự. Dự báo sáng và trưa nay trời nắng gián đoạn. Mức nhiệt cao nhất tại phần lớn các thành phố ở miền Đông và miền Tây của Nam Bộ sẽ từ 30 tới 32 độ. Đến chiều và tối nay, mưa dông sẽ xuất hiện ở nhiều tỉnh thành khác của Nam Bộ. Cảnh báo mưa to đi kèm gió giật, sấm sét.